Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày mới sáng nay của VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày mới sáng nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 1 với những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức với nội dung chính, gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Vậy mà những ngày qua tại không ít địa phương, nhiều mặt hàng đã rục rịch tăng giá, tăng đến mức chóng mặt là giá gia cầm. Tại Hà Nội, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2012. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 đã lai dắt hai tàu cá KH98568 và QNG92101 với 15 thuyền viên cập bến an toàn tại bến cảng Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Báo động tình trạng nguy hiểm do mở cửa xe ô tô sai quy định là nội dung chính của giao thông 24 giờ. Một góc nhìn khác, một khám phá khác về sông Ba đem lại những món quà xúc cảm vô giá giữa những bộn bề hối hả của nhịp sống sẽ là nội dung chính của cả buổi sáng hôm nay. Trước tiên là phần tin tức. Chiều qua tại Đà Lạt, hội nghị giới thiệu tập huấn cách sử dụng bộ tài liệu hướng dẫn giám sát việc đảm bảo quyền vui chơi giải trí của trẻ em đã bế mạc. Hội nghị do Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên và Nhi Đồng phối hợp với Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội đã tổ chức với sự tham gia của hơn 50 đại biểu, Hội đồng Nhân dân của 13 tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Duyên Hải Miền Trung. Bộ tài liệu hướng dẫn giám sát việc đảm bảo quyền vui chơi giải trí của trẻ em là một số công cụ thực tế hỗ trợ các đại biểu dân cử giám sát việc đảm bảo thực hiện quyền vui chơi giải trí của trẻ em. Trong đó gồm các tiêu chí để giám sát việc đảm bảo quyền vui chơi giải trí của trẻ em như tính đầy đủ, tính toàn diện, tính dễ tiếp cận, tính bình đẳng. Ngoài ra, bộ tài liệu cũng tập hợp các câu hỏi giám sát việc đảm bảo quyền vui chơi giải trí của trẻ em dành cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trên cơ sở đó, giúp các đại biểu xây dựng báo cáo giám sát về quyền vui chơi giải trí của trẻ em. Việc giới thiệu tập huấn cách sử dụng bộ tài liệu này sẽ tạo điều kiện để các đại biểu dân cử hệ thống hóa, hiểu rõ các tiêu chí nhằm giám sát việc đảm bảo thực hiện quyền vui chơi giải trí của trẻ em, nêu những câu hỏi phù hợp trong quá trình giám sát và xây dựng báo cáo giám sát về vấn đề này. Một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, vậy mà những ngày qua tại không ít địa phương, nhiều mặt hàng đã rục rịch tăng giá, tăng đến mức chóng mặt là giá gia cầm. Liên tục từ đầu năm đến giờ, nhiều sản phẩm gia cầm có giá bán tăng thêm từ 10 đến 15%. Giá gia cầm tăng, nông dân chăn nuôi bớt đi khó khăn khi suốt một năm trước giá bán sản phẩm chăn nuôi thấp hơn giá thành. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, giá gia cầm tăng quá cao thực sự làm người tiêu dùng lo lắng. Đằng sau giá gia cầm tăng, liệu có phải do thiếu hụt gia cầm và liệu người chăn nuôi có thực sự được lợi? Nhìn bảng giá như thế này, không ít bà nội trợ đã từ bỏ ý định mua thịt gà, thịt vịt cho bữa ăn gia đình. Hai tuần nay, tại tỉnh Khánh Hòa, các sản phẩm gia cầm tăng giá hàng ngày. Tại các chợ bán lẻ tỉnh Khánh Hòa, giá gia cầm hiện ở mức khó mà người tiêu dùng có thể chấp nhận. 1 kg thịt gà không dưới 120.000 đồng. So với thu nhập của người lao động khoảng 3 triệu đồng một tháng đã là sự chênh lệch quá mức. Không chỉ gặp khó do sức mua giảm sút mà ngay cả trong việc mua bán, những người kinh doanh sản phẩm gia cầm cũng gặp lúng túng bởi không biết phải điều chỉnh cách mua bán thế nào khi giá liên tục thay đổi. Cái người mua bán lẻ nhỏ hoặc là có chung lớn thì chăng nữa thì cũng không thấy là bất an vô cùng. Tại vì giá gà nó lên từng ngày và từng giờ. Cho nên đôi lúc chị là người bỏ hàng cho các nhà hàng, chị cũng cảm thấy là rất là cảm thấy hoảng loạn nữa, tại vì lý do là mình mới báo hàng giá hàng cho bạn hàng ngày hôm nay thì ngày mai nó đã nhảy vọt, nên là giá nó không có ổn định. Cái là mình không hiểu vì cái lý do như thế nào. Chuyện gia cầm tăng giá trong những ngày qua theo nhiều người là điều bất ngờ. Bất ngờ vì lễ hiện tại chưa phải là thời điểm tăng cao về sức mua. Chi cục thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết tình hình chăn nuôi ổn định những tháng qua giúp cho tỉnh này có khả năng cân đối cung cầu trên thị trường gia cầm. Còn theo các đầu mối cung ứng gia cầm, sở dĩ gia cầm tăng giá là do những ngày qua nhiều người đến các tỉnh miền Trung mua gom gia cầm vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Điều này đẩy thị trường gia cầm ở những tỉnh như Khánh Hòa rơi vào cơn sốt ảo và giá gia cầm tăng lên cũng khó xác định bắt đầu từ đâu. Chị nghĩ là một phần là do vừa rồi là bị hủy gà, với lại hình như là phía Bắc thiếu gà bị chuyển ra ngoài đó. TV chị cũng thấy có lên TV là ngoài Bắc nó thiếu gà đó, miền Nam này đưa ra, cho nên cái lượng gà nó bị đi ra nhiều. Cho nên cái cung cấp trong tỉnh không có đủ cho nên nó bị thiếu. Thị trường thì nó phụ thuộc vào lợi nhuận và giá cả. Thì sẽ điều chỉnh thị trường chứ không phải là chỉ có người chăn nuôi. Người chăn nuôi có thể cố gắng làm ra được cái sản phẩm với giá thành thấp nhất, nhưng mà thị trường do nhiều yếu tố.
Như vậy, gia cầm tăng giá không phải là do thiếu hụt khả năng cung ứng ở các vùng chăn nuôi mà chủ yếu từ khâu điều tiết thị trường. Số gia cầm khi đưa đến các chợ ở thành phố như thế này trải qua nhiều khâu, nhiều chặng. Do chăn nuôi nhỏ lẻ nên cách bán gia cầm thường được nông dân miền Trung bán cho những người mua gom. Những người mua gom lại chuyển về các vựa thu mua, sau đó đến các điểm giết mổ. Và thịt gia cầm từ điểm giết mổ khi đến tay người tiêu dùng cũng phải qua nhiều người trung gian. Là bây giờ gần Tết, là bây giờ hiện nay là tại gốc nó có thể từ 85 cho đến 90, thì nó đến thành phố Nha Trang thì nó phải cỡ 100 đến 101. Tại tiền chuyên chở. Giá sản phẩm gia cầm khá cao mà người tiêu dùng phải chịu. Giá gia cầm mà nông dân bán ra chỉ ở mức tương đối, đang có sự chênh lệch khá lớn giữa hai mức giá này. Như vậy, giá gia cầm tăng đến chóng mặt như hiện nay, thu nhập của nông dân chăn nuôi có cải thiện, song mức cải thiện không đáng kể. Điều mà người tiêu dùng lo ngại, với đà tăng giá này, liệu những ngày Tết sắp đến có đủ tiền để mua gia cầm, trong khi đồng tiền còn phải chia năm xẻ bảy cho nhiều nhu cầu tiêu dùng khác trong ngày Tết. Cũng liên quan đến vấn đề này, đối với mặt hàng trứng gia cầm, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp đột xuất với các sở ngành liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng trứng gia cầm trong chương trình bình ổn giá cùng hệ thống phân phối về tình hình cung cầu mặt hàng trứng gia cầm và các giải pháp ứng phó với hiện tượng tăng giá trứng gia cầm liên tục không hợp lý. Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc tăng giá trứng gia cầm nhanh và liên tục trong thời gian qua không có lý do thuyết phục và có dấu hiệu tạo tâm lý bất an ở người tiêu dùng để đẩy giá. Người tiêu dùng yên tâm, không hoang mang bởi nguồn cung trứng gia cầm dồi dào và đây là mặt hàng không dự trữ lâu được. Sở Công Thương và các sở ngành cũng đã đề ra 5 giải pháp ổn định giá, nguồn hàng, ngăn chặn nạn đẩy trứng gia cầm lên cao. Tại Hà Nội, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2012. Có 72 tác phẩm thuộc 8 hội chuyên ngành trung ương và 54 hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành đã được trao giải, với ý nghĩa tôn vinh lên một tầm mới những tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các lĩnh vực. Giải thưởng dành cho các hội chuyên ngành thực hiện theo cơ chế tham dự và nhận giải chứ không xét giải, dựa trên sự đề cử của các hội chuyên ngành. Theo đó, 8 tác phẩm được trao đều là những tác phẩm tiêu biểu đã được công chúng ghi nhận như tập thơ Trường Ca Trên Đất của nhà thơ Thanh Thảo, phim truyện Mùi Cỏ Cháy của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, biên kịch Hoàng Luận Cầm, hay vở kịch Những Mặt Người Thất Thoáng của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang. Ngoài ra, đáng chú ý, trong 64 giải thưởng trao cho hội viên các hội văn nghệ thuật địa phương có 2 giải A và 10 giải dành cho tác giả trẻ. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã tổ chức chương trình Hội ngộ Ông Đồ lần 2 với sự tham gia của gần 100 ông đồ đến từ 12 câu lạc bộ thư pháp trên cả nước. Nhiều tiết mục biểu diễn thư pháp đặc sắc tại chương trình Hội ngộ Ông Đồ lần 2 đã thu hút được sự tham gia của đông đảo người yêu mến nghệ thuật thư pháp như đánh trống khai danh 100 ông đồ, trưng bày 8 kỷ lục thư pháp và những kỷ lục về những người thực hiện thư pháp. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức triển lãm tranh thư pháp làm từ thiện. Các ông đồ sẽ trao tặng bức tranh thư pháp đặc biệt cho ban tổ chức đấu giá gây quỹ ý chí kỷ lục, điểm chỉ vào bức thư pháp bằng lụa tím về danh thắng Việt Nam, tặng chữ thư pháp cho khách tham quan. Đây cũng là dịp để người dân cũng như du khách nước ngoài có dịp tìm hiểu về sự giàu đẹp, trong sáng của tiếng Việt và thêm yêu ngôn ngữ nước nhà. Vào lúc 10 giờ 30 phút hôm qua, tàu cứu nạn SAR-412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Khu vực 2 đã lai rắt hai tàu cá là KH-98568 và QNG-92101 với 15 thuyền viên đã cập bến an toàn tại bến cảng Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đó, nhận được tin báo của tàu KH-98568 của ông Võ Công, trú ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa làm chủ, và ông Nguyễn Văn Bi, trú ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng. Trên tàu có 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, thuộc huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn khu vực 2 đã điều tàu cứu nạn SAR-412 ra ứng cứu. Đến 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1, SAR-412 đã tiếp cận được tàu bị nạn gần khu vực vùng biển thuộc đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa. Đến 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1, trong khi lai dắt tàu KH-98568, thì tàu SAR-412 tiếp tục nhận lệnh cứu nạn tàu QNG-92101. Có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Xịt, trú ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, gặp nạn đang trôi tự do trên biển tại vị trí 14,08 độ Vĩ Bắc, 110,336 độ Kinh Đông, cách điểm tiếp cận tàu KH-98568 gần 100 hải lý. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR-412 tiếp cận được tàu QNG-92101 và tiến hành lai dắt cả hai tàu vào bờ an toàn.
tục với những thông tin giao thông 24 giờ. Sau mùa mưa lũ ở miền Trung không chỉ làm cho nhiều tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp mà nhiều cây cầu thiết kế vĩnh cửu cũng trong tình trạng hư hỏng. Tuy nhiên, theo các đơn vị quản lý sửa chữa đường bộ, phần lớn những cây cầu bị yếu hư hỏng này chỉ được bảo trì sửa chữa chứ chưa thể đầu tư xây dựng mới trong năm 2013. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến quốc lộ 1 qua khu vực miền Trung hiện có khoảng 70 cây cầu yếu, trong đó có khoảng 10 cây cầu đang tiến hành sửa chữa. Phần lớn những cây cầu yếu này vừa mới xuất hiện trong cuối mùa mưa lũ năm 2012. Dự kiến trong năm nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải chỉ bố trí vốn sửa chữa khoảng 20 cây cầu yếu trên tuyến. Số còn lại sẽ bố trí sửa chữa trong những năm tiếp theo. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông trong khi lưu thông trên những cây cầu này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ gắn các biển báo giới hạn tải trọng qua cầu, đồng thời cắt cử người làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Cảnh sát đeo thẻ xanh mới có quyền dừng phương tiện. Đây là quy định tại thông tư số 45 của Bộ Công an về biển hiệu và giấy chứng nhận tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Theo đó, chỉ có những cảnh sát giao thông mang bảng hiệu tuần tra kiểm soát màu xanh do Bộ Công an cấp trên ngược trái mới có quyền dừng các phương tiện đang lưu thông để xử lý. Ai không đeo bảng hiệu này mà ra tín hiệu dừng xe đều sai quy định của ngành. Những cảnh sát giao thông được cấp thẻ này phải có trình độ trung cấp cảnh sát trở lên và trải qua kỳ sát hạch. Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang bức xúc khi gần đây xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lỗi mở cửa xe ô tô không quan sát kỹ. Sự thiếu cẩn trọng khi quan sát của những người lái xe này dẫn tới cái chết của người khác đều xuất phát từ sự vô ý. Nhưng lúc này, nhiều người còn thắc mắc hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào để cho những vụ tai nạn đáng tiếc như vậy không còn xảy ra. Đây là chiếc xe gây tai nạn hôm 7 tháng 1 năm 2013, xảy ra trên đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Do quan sát không kỹ, lái xe Lộc Văn Quang đã mở cửa xe đập trúng vào xe máy của vợ chồng anh Trần Quốc Tuấn và vợ là chị Trần Thị Thanh Huyền. Hậu quả là hai vợ chồng anh Tuấn ngã xuống đường và chị Huyền đã bị đập đầu xuống đường tử vong ngay tại chỗ. Tôi ra tôi thấy rằng là vợ thì nằm rồi. Chồng thì cũng nằm rồi, chồng ráng ngồi lên để bấm điện thoại với gia đình, thì là vợ rồi nằm xuống luôn, rồi vợ thì là ngó chồng cái là nằm luôn, đi luôn. Sáng nay mới đám ma đi qua đây dừng lại lấy hồn này, thấy tội nghiệp quá hai đứa nhỏ. Sau khi mà tỉnh lại được ấy, thì thấy mình nằm ở trên vỉa hè, thì là lúc đấy thì mình không thể nào tưởng tượng được là cái vừa xảy ra cái sự việc gì cả. Đấy thì nhìn xuống dưới đường thì thấy người nằm phủ mền lên, thì thêm một lát sau nữa thì có một hai anh đưa ra cái xe của công an nên là cứu thương đấy, xong rồi chở vào bệnh viện. Đấy, từ lúc vào bệnh viện thì bác sĩ cũng khám thấy rồi là chụp chiếu rồi là cũng truyền nước rồi các thứ. Thì đến nó khoảng 6 rưỡi thì bắt đầu là thấy cảm thấy là tỉnh thì hỏi vợ đâu, thì mọi người cứ bảo vợ đang điều trị thì biết thế, còn thực tình cũng chẳng biết vợ đâu. Thì mãi đến đêm rồi thì lúc bây giờ thì mọi người không giấu được nữa, thì nói là vợ bây giờ là chết rồi. Sự bất cẩn của con người luôn là thủ phạm của những vụ tai nạn giao thông như vậy. Một vụ khác tương tự cũng do lỗi của tài xế mở cửa xe bất cẩn là vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Tài xế ô tô Lexus mở cửa xe khiến người đàn ông đi xe máy từ phía sau vượt lên, va vào và ngã ra đường. Cùng lúc xe tải đi qua không kịp phanh đã đâm vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thì theo cái quy chế phối hợp của pháp luật, sau khi xảy ra tai nạn thì chúng tôi xuống hiện trường và thấy tình hình nó phức tạp thì một mặt cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Và có đã báo cho cơ quan điều tra, cử lực lượng để điều tra khám nghiệm trường và xử lý. Theo chúng tôi biết được thì hồ sơ cũng đã đang hoàn tất và là cơ quan điều tra đã khởi tố cái vụ án này để mà tiếp tục xử lý đối với người vi phạm. Hai vụ tai nạn trên chỉ là điển hình của nhiều trường hợp khác mà sự bất cẩn hay thiếu ý thức dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Mở cửa xe, một hành động tưởng chừng như vô hại, nhưng sai quy định đã mang đến cái chết, nỗi bất hạnh của nhiều gia đình. Rồi đây, những vụ án sẽ được mang ra xét xử. Những tài xế thiếu ý thức trách nhiệm sẽ phải chịu những hình phạt tương xứng do những hậu quả gây ra. Người chết, người mất người thân và người bị ở tù. Đây chính là hồi chuông cảnh báo và chấp hành luật giao thông đường bộ.
bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Bây giờ là những thông tin thời tiết. Gần bên sông Ba, sông Ba ơi, ngàn đời cho tôi yêu thương, con sông thân yêu, sống mãi trong tôi từng ngày. Sông Ba ơi, ai xa mà không thấy nhớ, bao năm gian khổ đấu tranh vẫn gần bên sông Ba. Thưa quý khán giả, sông Ba từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của mọi người dân Phú Yên. Đó có thể là một hình ảnh con sông hiền hòa, mang phù sa bồi đắp cho đôi bờ, mang đến cho những người nông dân những mùa hoa, mùa lúa, mùa rau xanh mướt tốt tươi. Đó cũng có thể là hình ảnh của một con sông hung dữ vào những mùa mưa lũ. Nhưng ngay cả trong những tháng cuối năm này thì sông Ba vẫn mang trong mình một vẻ đẹp rất khác. Và ngay bây giờ, Thanh Hải mời quý khán giả cùng tìm hiểu và khám phá một vẻ đẹp rất đặc biệt của sông Ba. Những mùa tháng 10 âm lịch, theo lẽ thường, dòng nước sông Ba đầy hung dữ. Thông lệ ấy dễ khiến cho những người hàng ngày qua lại dòng sông cũng ít để ý tới sự khác biệt của nó những ngày này. Dòng sông giờ là cả một thảm xanh ngát của đồng cỏ, điểm xuyến những mảng trắng dịu dàng của bông lau. Tôi từng ngày khôn lớn, bao năm trong tuổi ơ thơ, vẫn gần bên sông Ba. Ai đó bất chợt nhận ra những hình ảnh đặc biệt của sông Ba mùa cuối năm để rồi xúc cảm. Dịu dàng quá dòng sông Ba yên ắng, bông cỏ lau ngơ ngác đợi mùa, vầng mây nhỏ trắng cả chiều ngơ ngẩn, gọi khẽ khàng nỗi nhớ những ngày thơ. Ôi con sông hiền hòa bên phố, đưa phù sa tắm mát lúa tuy hòa. Ôi bông cỏ hồn nhiên cười trong gió, có nao lòng khi nhớ một dòng trôi. Bao đời nay sông Ba hiền hòa trôi bên phố tuy hòa. Bao đời nay người Phú Yên luôn giữ thói quen ngắm nhìn sông Ba mỗi khi qua cầu Đà Răng. Nên cũng dễ hiểu khi nhiều người không muốn lỡ dịp để ghi lại những khoảnh khắc đẹp với khoảng đồng giữa sông rợp một màu trắng bông lau. Sông Ba trong tim tôi, quê hương thân yêu ơi, ngàn đời
thì tôi cũng thường đi dọc sông Ba để mà có những cái chuyến tác nghiệp ghi hình về cái làng rau, làng hoa ở ven cái sông Ba này. Nhưng mà ở mùa này thì lại có bắt gặp được cái bãi lau. Cái hình ảnh này thì nó không có phải là lạ mắt lắm, nhưng mà cứ khi mà đứng trước cái cảnh đẹp như thế này thì nó gợi cho mình một cái cảm xúc, và mình muốn ghi thật là nhiều hình ở nhiều góc độ khác nhau, và nó gợi lại cho mình một những cái ký ức về tuổi thơ. Hồi giờ thì em cũng có nghe với sông Ba, cũng đi cầu Đại Rằng nhiều lần, nhưng mà không có nghĩ là trong cái không gian này thì nó có một cái bờ cả lau đẹp như thế này. Và như em biết thì vào cái mùa này nè, nước ở đây nó rất là ngập và rất là nhiều, thì mình sẽ không có điều kiện để mình đi vô sâu trong này. Nhưng mà hôm nay được đi vô đây để chụp ảnh, và em thấy rất là bất ngờ trước cái vẻ đẹp của sông Ba. Sông Ba quen thuộc đã mang đến những cảm xúc đầy bất ngờ. Đó như là món quà mà con sông muốn dành tặng cho những ai khao khát khám phá đến tận cùng vẻ đẹp của dòng sông, đã thay đổi góc nhìn về dòng sông khác với góc nhìn quen thuộc, góc nhìn từ bờ. Có những không gian ta qua lại hàng ngày, có những điều ta quen thuộc đến độ nằm lòng, nhưng chỉ một góc nhìn khác, một khám phá khác cũng có thể đem lại những món quà xúc cảm vô giá giữa những bộn bề hối hả của dòng sông. Sông Ba em trôi mang bao yêu thương, sức sống dâng lên cho đời. Những khoảnh khắc đẹp của bộ ảnh Về Chiếc Lá sẽ khép lại chương trình Ngày Mới Sáng Nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website www.vtvphuyen.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.